Cách đeo trang sức để kiếm được tiền tỷ, hút tài lộc, vượng nhân duyên. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong phong thủy, mỗi một đồ vật, một màu sắc đều sẽ có một khía cạnh phong thủy. Một món trang sức đơn giản bạn mang trên người cũng sẽ trở thành một biểu tượng thu hút tài lộc và mang lại vận khí cho bạn. Nhẫn là đồ trang sức được sử dụng phổ biến trong đời sống, đặc biệt là dùng để tượng trưng cho sự gắn bó, kết đôi, cho hôn nhân và hạnh phúc. Những ít người biết rằng đeo nhẫn theo phong thủy còn có tác dụng chiêu tài, khai vận, vượng nhân duyên, đặc biệt có lợi cho vận trình tài lộc của chủ nhân. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát xin mời quý vị và các bạn sẽ tìm hiểu cách đeo nhẫn chính xác nhất để có thể thu hút được tài vận cũng như tình duyên. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. 1. Cách đeo nhẫn nâng cao tài vận. Đeo nhẫn ngón cái tượng trưng cho phúc thọ an khang, vĩnh lộc lâu dài, thích hợp với người lớn tuổi, đặc biệt là nam mệnh. Thế nhưng, đeo nhẫn trên ngón cái, nhất đeo tay trái, đeo trên tay phải sẽ cảm thấy giảm phúc. Ngoài ra, còn dễ làm nhẫn bị hư hao, hỏng hóc do tay phải thường xuyên vận động, làm việc. Kiểu dáng nhẫn ngón cái là điểm nên lưu ý. Nữ mệnh có thể đeo kiểu mảnh khảnh tinh xảo, thể hiện sự độc lập, tự chủ của bản thân. Nam mệnh đeo nhẫn ngọc thạch, mang vẻ quyền thế, có khí chất. Đeo nhẫn theo phong thủy thì đeo ngón trỏ có thể thăng tiến quan hệ giao tiếp, nâng cấp vận trình quyền lực và tăng tiến địa vị xã hội. Với những người thường xuyên giao thiệp, làm nghề, cần xã giao, tiếp đãi khách hàng thì vị trí đeo nhẫn này là thích hợp nhất. Nhẫn ngón trỏ nên chọn hình dạng lập thể chắc chắn, vững vàng, có tạo hình đặc biệt, thu hút, công nghệ tinh xảo, giá trị cao để thu hút ánh nhìn thưởng thức của những người xung quanh, đồng thời như là một lời giới thiệu ngầm về bản thân. Ngón giữa đeo nhẫn tượng trưng cho hôn nhân, trách nhiệm cũng như đại biểu cho việc tích lũy của cải. Chọn nhẫn cho vị trí này nên tuân theo nguyên tắc hào phóng quý phái, mang tới cho chủ nhân cảm giác kiên cố, vĩnh cửu và năng lượng tích cực, nhiệt tình. Đeo nhẫn ngón áp út đại biểu cho việc không mang danh lợi, bất kể đường mất, đồng thời cũng là vị trí đeo nhẫn kết hôn với ý nghĩa hôn nhân không tính toán, không phải cuộc kinh doanh, tình cảm vô tư, không chấp nhận lẫn nhau. Chúng ta nên chọn hình dáng nhẫn kiểu cổ điển, chính thống bằng vật liệu có giá trị như đá quý, vàng bạc hoặc bạch kim. 2. Cách đeo nhẫn trừ tà hóa sát, phòng tiểu nhân. Đầu tiên, tính chất của nhẫn. Hiện nay, nhẫn thường được làm bằng kim loại, vàng, bạc. Mọi người đều cho rằng nhẫn vàng chói lóa, tượng trưng cho vinh hoa, phú quý. Nhưng thực chất, có rất nhiều loại nhẫn như ngọc thạch, đá quý, tinh anh. Chúng ta nên chọn nhẫn hợp với mệnh của mình và có thiết kế phù hợp với cá tính thì sẽ phát vận, được quý nhân trợ giúp. Chú ý nam mệnh đeo nhẫn tay trái, nữ mệnh đeo nhẫn tay phải thì mới có thể phát huy tác dụng tốt. Phương thức đeo nhẫn. Người muốn mời tài lộc, bất luận là chính tài hay thiên tài thì phải chú ý vị trí đeo nhẫn. Đeo nhẫn ở ngón áp út sẽ giúp bạn tụ tài, tài vận rất vượng, vận may cũng từ từ tốt lên. Xua đuổi tiểu nhân, phòng trừ tà ác, trăm sự đều như ý, vạn sự đều hanh thông. Ngoài ra, ngón này cũng biểu hiện cho nhân duyên, là ngón tay đeo nhẫn cưới, nên đeo sớm thì sớm thúc đẩy đường tình, nhanh chóng tiễn vào thánh đường hôn nhân. Nữ mệnh đeo nhẫn ngón này cũng có tác dụng tu tâm, dưỡng tính vô cùng tốt. Truyền thuyết về việc đeo nhẫn có ghi nhận những quan điểm như sau. Người đầu tiên đeo nhẫn cho mình, bất luận là đeo tay nào, đều là người cực kỳ quan trọng với cuộc đời của bạn, cũng là người mà bạn suốt đời khó quên. Khả năng cao là vì nhiều nguyên nhân mà không thể ở bên nhau như do duyên phận. Dù đời này duyên phận không thành, nếu có kiếp sau, nhất định sẽ gặp lại nhau lần nữa. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, nhưng thông qua câu chuyện này muốn nhấn mạnh rằng mỗi người đều có nhân duyên riêng, duyên đến thì hãy nắm thật chắc. Từ đó, hiểu được việc quý trọng và giữ gìn, đừng để đến lúc mất đi mới hối hận. 3. Cách đeo nhẫn khai vận.
Đeo nhẫn theo phong thủy cho rằng phương pháp khai vận tốt nhất là đeo nhẫn ở ngón giữa. Ngón này tập trung tất cả sức mạnh của các ngón tay khác trong bàn tay. Không phân tán nên đeo nhẫn ở đây giúp bạn hấp thu năng lượng to lớn, khai vận, nâng cấp vận trình, chắc chắn sẽ rất có lợi cho công việc, sự nghiệp và cuộc sống. Ngón tay trỏ đại diện cho vận trình quan lộc, sự nghiệp, học nghiệp. Nếu hy vọng các phương diện ngày càng tốt đẹp thì đeo nhẫn ở ngón trỏ không những có lợi về công việc, dễ thăng quan tiến chức, học tập tiến bộ, thi cử đỗ đạt mà còn khai thông bế tắc cho mọi người, mọi việc. Thông thường, rất ít người đeo nhẫn ở ngón út mà không biết rằng ngón út đại diện cho vận may, quý nhân, quan hệ xã giao và số đào hoa. Nếu muốn hài hòa trong mối quan hệ với người khác, đi đâu cũng được giúp đỡ, nhân duyên tiến triển thì nên đeo nhẫn ở ngón này. Đại vận tốt, tiểu vận cũng không tệ, mọi phương diện đều có điểm tích cực. Hơn nữa đeo nhẫn ngón út còn có lợi trong việc hóa giải tiểu nhân, tự thân khai vận, nâng đỡ vận thế, lợi cả đôi đường. Đeo nhẫn ngón cái không phải lựa chọn phổ biến, thông thường là những người có quyền chức đeo nhẫn ngọc để tượng trưng cho thân phận, không có nhiều tác dụng khai vận lắm nên không cần giới thiệu kỹ càng. Nhẫn có rất nhiều hình dáng, kiểu cách, nhưng kiến nghị không nên đeo nhẫn có hình dáng kỳ lạ hoặc nhẫn gồm nhiều vòng liên tiếp. Loại nhẫn này không những chẳng giúp ích gì cho vận trình mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới phần mệnh. Thế nên nhất định phải chú ý, đừng vì cá tính nhất thời mà rước xui xẻo vào mình. Chắc chắn có không ít người khi tham gia cách đeo nhẫn theo phong thủy ở trên sẽ thắc mắc, nếu mỗi ngón tay đều đeo nhẫn để khai vận thì có hiệu quả không, có tốt hay không? Nhấn mạnh rằng mọi việc đều trở nên tiết chế vừa phải là tốt nhất. Thế gian không có việc gì là hoàn mỹ, vật cực tất phản, tốt quá thành hại, nên chọn thứ phù hợp với mình là tốt nhất. Phong thủy cần phù hợp với từng cá thể, lấy con người làm trung tâm nên tùy từng người mà kết hợp nhẫn với bản mệnh, bát tự cùng nhiều yếu tố khác để mang lại nguồn năng lượng tốt lành. Quý vị thân mến, từ xưa đến nay, khuyên tai, hoa tai đã trở thành vật dụng làm đẹp quen thuộc của phái đẹp. Tuy nhiên, đây cũng là một món trang sức phong thủy cần đặc biệt lưu ý. Trên thực tế, không phải ai cũng có thể đeo khuyên tai phong thủy để có thể bảo vệ bản thân khỏi các yếu tố xấu như ma quỷ, tâm linh. Vậy những người nào có thể đeo được khuyên tai và những người nào thì không nên đeo? Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin được giải đáp thắc mắc này để giúp quý vị và các bạn sẽ có những sự lựa chọn phù hợp nhất dành cho mình. Kính mời quý vị cùng đón xem. 1. Ý nghĩa của đeo khuyên tai phong thủy. Từ thời xa xưa, con người cho rằng giữa khuyên tai và ma quỷ có sự liên hệ mật thiết. Theo một số nền văn hóa, người ta tin rằng những linh hồn ma quỷ với quyền lực mạnh mẽ sẽ xâm nhập vào cơ thể qua vành tai và dễ dàng chiếm đoạt được linh hồn của con người. Để tránh điều này xảy ra, họ chế tạo ra những chiếc vòng kim loại đâm xuyên vào tai để xua đuổi quỷ dữ. Ngoài ra, còn có tác dụng chữa cho mọi bệnh tật của con người, nhưng quan niệm này cứ thế được lưu truyền qua ngàn đời nay. Tới thời nay, khuyên tai đã trở thành một món đồ trang sức quen thuộc và vô cùng được yêu thích, đặc biệt là đối với phái đẹp. Một số dạng khuyên tai được làm từ bạc nên được dân gian quan niệm là có khả năng tránh giữ tránh tà và bảo vệ sức khỏe cho người đeo. 2. Người tuổi Sửu, Mùi, Ngọ cẩn thận khi đeo khuyên tai. Những người tuổi Sửu, Mùi, Ngọ, bất kể là nam hay nữ, vì lý do tướng mệnh nên cần phải hết sức cẩn trọng khi chọn đeo khuyên tai phong thủy để tránh tài lộc tổn hại, tình duyên lận đận. Các chuyên gia phong thủy cho rằng những con giáp này thường không thể đeo khuyên tai, thậm chí đến đeo vòng cổ cũng cần hết sức lưu ý, bởi nó sẽ khống chế khí thoát nghiêm trọng, khiến nguồn năng lượng xấu sẽ gia tăng. Ba con giáp này nếu đang đeo khuyên tai và vòng cổ mà thấy vận số của mình không thuận, bao gồm sức khỏe, tình cảm, tài duyên, sự nghiệp, hãy lập tức gỡ xuống để thử thay đổi vận số của bản thân. 3. Chú ý đến kiêng kỵ trong ngũ hành của số mệnh. Ngũ hành số mệnh của mỗi người đều không giống nhau, do đó cần hết sức chú ý khi đeo khuyên tai phong thủy để không phạm vào đại kỵ ngũ hành của số mệnh bản thân. Nếu số mệnh của bạn kỵ kim, tuyệt đối không đeo khuyên tai kim loại bao gồm cả các chất liệu như vàng, bạc, thép, không gỉ. Nếu số mệnh của bạn kỵ mộc, bạn phải đeo khuyên tai làm từ gỗ. Nếu số mệnh của bạn kỵ hỏa, bạn phải đeo khuyên tai làm từ cao su, thủy tinh, bởi những chất liệu này đều được gia công từ lửa. Nếu số mệnh của bạn kỵ thổ, bạn tránh đeo khuyên làm từ ngọc. 4. Một số lưu ý quan trọng về đeo khuyên tai trong phong thủy. Có không ít người vì lý do cơ địa mà không thể đeo được khuyên tai bằng vàng.
bởi sẽ bị ngứa ngáy, thậm chí sưng tấy tại vị trí bấm lỗ. Nhưng bởi vì muốn làm đẹp bằng khuyên tai nên họ phải đành tìm đến các loại khuyên giả bằng nhựa, ngọc để thay thế. Việc đeo khuyên tai như một món trang sức theo phong thủy có giá trị thật hay giả với ý nghĩa tượng trưng đều không có ảnh hưởng gì đến vận số của người đeo. Bấm lỗ tai có cần xem thời gian? Những người cẩn thận sẽ rất chú trọng trong thời gian bấm lỗ tai, tốt nhất nên tránh nghề kỵ với tướng mệnh của bản thân. Ngoài ra, đeo khuyên tai phong thủy cũng cần chú ý đến vấn đề tuổi tác. Người trẻ tuổi thích hợp đeo các loại khuyên tai có nhiều hình dáng, nhiều kiểu dáng, chủng loại sẽ tăng thêm sức sống và sự hoạt bát. Người trung niên nên đem theo các loại khuyên tai ngọc trai vừa phù hợp với độ tuổi vừa tăng thêm sự quý phái. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.